Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết. Thưa quý vị và các bạn, đầu tiên là tin áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông. Hồi 19 giờ đêm qua, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km và có khả năng mạnh thêm. Đến 19 giờ ngày 7 tháng 10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 16,2 độ Vĩ Bắc, 109,8 độ Kinh Đông, trên vùng biển ngoài khơi khu vực từ Quảng Trị tới Quảng Ngãi. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, tức là từ 50 tới 60 km/h, giật cấp 9. Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới, gió mạnh cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8. Từ vĩ tuyến 14 tới 18 độ Vĩ Bắc, từ kinh tuyến 108 tới 114,5 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn. Trong 24 tới 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão. Trên vùng biển ngoài khơi khu vực từ Quảng Bình tới Quảng Nam, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 tới cấp 9, tức là từ 60 tới 90 km/h, giật cấp 11. Cảnh báo gió mạnh sóng lớn trên biển. Trên vùng biển phía tây của khu vực Bắc và giữa Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, có gió mạnh cấp 6, sau tăng lên cấp 7, giật cấp 9, sóng biển cao từ 2 tới 3 mét, biển động mạnh. Từ trưa nay, vùng biển ngoài khơi khu vực Quảng Bình tới Quảng Ngãi, bao gồm các huyện đảo Cồn Cỏ, Lý Sơn và Cù Lao Chàm, có gió mạnh cấp 6 đến cấp 7, sau tăng lên cấp 8 tới cấp 9, giật cấp 11, sóng biển cao từ 2 tới 4 mét, biển động rất mạnh. Khu vực Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa có gió tây nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6 giật cấp 7, sóng biển cao từ 2 tới 3 mét, biển động. Ngoài ra ở phía Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị tới Cà Mau tới Kiên Giang, Vịnh Thái Lan, khu vực Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa có mưa rào và dông mạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Ngay sau bão số 7, Biển Đông có thể sẽ tiếp tục đón thêm bão số 8 khi một vùng áp thấp nữa đã hình thành trên khu vực vùng biển Philippines. Trong 72 giờ tới, áp thấp này cũng sẽ mạnh lên thành bão. Đến khoảng ngày 13 tháng 10, cơn bão này sẽ đi vào Biển Đông. Bão số 8 hiện được dự báo sẽ gây ảnh hưởng tới miền Bắc nước ta. Thông tin về cơn bão này sẽ được chúng tôi cập nhật cụ thể hơn trong những ngày tới. Trở lại với đất liền, dự báo từ nay tới ngày 8 tháng 10, ở khu vực từ Quảng Bình tới Phú Yên và Bắc Tây Nguyên, có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa tại khu vực từ Quảng Bình tới Quảng Ngãi và Kon Tum phổ biến từ ngưỡng từ 300-500mm trên đợt. Giữa khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi có nơi có mưa đặc biệt lớn với lượng mưa trên 600mm trên đợt. Ở khu vực từ Bình Định tới Phú Yên và Gia Lai phổ biến từ 100-300mm trên đợt, có nơi trên 350mm. Từ ngày 9 tới ngày 12 tháng 10, mưa lớn mở rộng ra các tỉnh Bắc Trung Bộ. Nhiều khả năng trên các sông từ Hà Tĩnh tới Phú Yên, Kon Tum, Gia Lai có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Đỉnh lũ trên các sông từ Quảng Bình tới Quảng Ngãi, Kon Tum, Gia Lai lên mức báo động 2 đến báo động 3, có sông trên mức báo động 3. Thượng lưu các sông ở Hà Tĩnh, hạ lưu các sông chính ở Bình Định, Phú Yên lên mức từ báo động 1 tới báo động 2 và trên mức báo động 2. Nguy cơ cao xảy ra lũ lớn trên thượng lưu các sông, lũ quét sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng tại các vùng trũng thấp ven sông. Bà con miền Trung cần theo dõi sát sao và cập nhật liên tục các bản tin dự báo thời tiết để có thể chủ động phòng tránh an toàn. Với khu vực phía Nam của Tây Nguyên là các tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông và Lâm Đồng hay là cả khu vực Nam Bộ, những do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam hoạt động với cường độ mạnh nên tại các khu vực này trong ngày hôm nay cũng sẽ có mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Dự báo mưa sẽ kéo dài đến ngày 9 tháng 10 với lượng từ 30-60mm trong vòng 24 giờ, có nơi trên 80mm. Thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm. Trở ra miền Bắc, trong ngày hôm nay ở đây tiếp tục chịu sự chi phối của nhiễu động gió đông. Vì thế vào đêm và sáng, ở khu vực ven biển phía đông và vùng đồng bằng, trong đó có cả thủ đô Hà Nội, vẫn có lúc có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ ở phía đông Bắc Bộ sẽ phổ biến dao động trong ngưỡng từ 29-31 độ và phía tây Bắc Bộ duy trì mức nhiệt là từ 30-32 độ. Dự báo xa hơn đến cuối tuần, một đợt không khí lạnh sẽ mạnh tăng cường tràn xuống nước ta. Không chỉ khiến nền nhiệt giảm sâu ở các tỉnh miền Bắc mà sẽ còn khiến cho tình hình mưa lớn diễn biến phức tạp hơn nữa khi có sự tương tác giữa bão và không khí lạnh.